Rồi, xin chào mọi người. Thì hôm nay là thứ năm, 12 tháng 12. Cũng có về ít hàng mới thì xin giới thiệu với mọi người. Rồi, đầu tiên là cái con cưa lộng vòng Hitachi nha mọi người. Con này là Hitachi B600A. Con này là bánh đà 40. Và con này nó còn đầy đủ hết, không có thiếu gì hết. Đây là cữ của nó, mọi người thấy nè, đầy đủ, không thiếu gì hết, nước sơn zin luôn, để nguyên luôn, không có sơn lại nha mọi người. Con này chỉ thay hay gì của sao thôi. Con này thì rất là dễ dàng. Con này thì hiện tại nó là motor than. Nếu mọi người có nhu cầu mà cho nó êm hay là nó ngon á thì mình thay motor từ cũng được. Nhưng mà trước tiên mình về mình cứ xài đi, rồi bây giờ muốn muốn thay thì mình mở bốn con ốc đây mình thay motor vô thôi, gắn pulley vô là xong. Đây. Đây, mọi người thấy. Đây là cái tay. Này là căng lưỡi nha mọi người, lên xuống lưỡi. Còn con này thì chỉnh lưỡi ra vô. Công tắc nó nằm ở trên này. Đó, thì mọi người thấy. Con này là hiện tại cái lưỡi nó là lưỡi hợp kim. Bánh đà 40. Cái bảng này là bảng 8 phân nha mọi người. Cái lưỡi này lưỡi bảng 8 phân. Bảng này là bảng xả gỗ. Ai mà muốn lộng gỗ thì cứ gắn cái bảng 2 phân vô. Còn rất đẹp nha mọi người. Mọi người thấy nè. Đây. Đây là cái mã này nha mọi người. B600A. Con này điện 100V 13.5A 50Hz tới 60Hz. Đây. Đó. Mọi người thấy. Rồi, kế tiếp là cái con chẻ mộng Ryobi nha mọi người. Con này là nó xài motor từ. Nó xài dây Cora. Cho nên con mấy con này thì nó mạnh. Lưỡi ngoài thì 2 tấc 3, lưỡi trong thì 3 tấc 8. Con này rất là ngon nha mọi người. Đây. Tại vì con này thì nó xuống sâu. Và cái cỡ nó ra vô rất là dài. Đó, mọi người thấy nè, thấy không? Nó ra vô rất dài. Và cái điều cũng khá đặc biệt con này là nó vô sâu lắm, mọi người thấy là nó vô sát lưỡi luôn. Đó. Vô sát lưỡi luôn, mình muốn chẻ mỏng cỡ nào cũng ok hết. Con này thì nó điện 380V nha mọi người. Rồi, xong. Đây, để mình coi công suất con này nó bao nhiêu. Rồi, con này công suất của nó là 2.2 kW. Nó khoảng 3 ngựa nha mọi người. Kế tiếp là một cái con liên hợp Makita. Con này cái mã nó là 3001. Đây. Con này á, là gỗ 1 tấc rưỡi á, thì cuốn 3 ly. Gỗ 3 tấc thì cuốn 1 ly nha mọi người. Con này là điện 100V, 15A 50Hz tới 60Hz, 1460W.
Đây mọi người thấy con này còn rất là đẹp luôn, còn đầy đủ zin hết, không thiếu gì hết. Mọi người thấy này, lên xuống rất là êm ái ha. Để quay vòng một chút mình sẽ test cho mọi người xem. Con này thì cái bàn cuốn nó là 3 tấc lẻ 5, cái bàn thẩm nó là 1 tấc 55 nha mọi người. Con này đi công trình cũng rất là tiện, nó không quá nặng nhưng mà nó vừa đủ gọn để cho mình xài. Đây lên xuống lưỡi là cái cần này. Rồi tiếp tục, rồi tiếp tục là có về 4 con cưa vòng sắt nha mọi người. Con đầu tiên là Hitachi, con thứ hai là Shindewa, con thứ ba là Hitachi. Con này thì CB18FA2, con này thì nó rất là ok là nó có điều tốc. Đây mọi người thấy nè, đây là công tắc chạy, mở công tắc đề start stop đây, ở đây là tốc độ. Rồi kế đến là một con RB18 còn rất là đẹp luôn. Và tiếp tục là một cái con mài lưới bào tự động nha mọi người. Con này mấy bữa trước, lúc trước á, thì mình có về mấy con tự động nhưng mà là của Ryobi, còn con này là Hitachi. Con này thì cái cơ chế nó gần như là nó giống nhau là 95%, nhưng mà nó cũng có cái độ khác nhau là con Ryobi thì cái công tắc nó nằm ở đây, nó chỉ có một công tắc thôi, mình bật cái công tắc thì nó sẽ chạy tự động qua lại. Còn cái con này thì nó có tới 3 công tắc. Ở đây là cái công tắc motor và cái ở giữa là công tắc nhanh chậm. Con này nó có 2 tốc độ nha mọi người, tốc độ chậm mình muốn mài chậm là mình để ở dưới, còn muốn cho cái tốc độ nó nhanh thì mình bật lên trên. Cái này là máy chạy đó. Con này thì nhìn nó rất là đẹp, còn zin hết nha mọi người. Đây cơ chế này thì nó cũng không khác nhau cái con Ryobi. Đây ở đây là mình xài cái cơ chế là quay tay, còn mà mình xài tự động thì mình rút nó ngoài ra đó thì nó là sẽ tự động. Bắt đầu bây giờ mình sẽ test hết cho mọi người xem nha. Rồi đầu tiên mình sẽ test cái con cưa lọng gỗ. Tiếp tục là cái con trẻ mộng Ryobi nha mọi người. Đây đây là cái mã của nó, điện 200V 3 pha 2.2 kW, 50Hz tới 60Hz.
Đây, mọi người thấy. Để các bạn nhớ xíu rồi ha, không đánh nè. Rồi, bây giờ bắt đầu là tới cái con liên hợp mặt guitar nha mọi người. Con này còn mới tinh nè. Con này thì nó hai motor nha mọi người. Motor thẩm cuốn chạy riêng và motor cưa chạy riêng. Rồi bắt đầu giờ mình tới mình qua mình xẻ gỗ. Người thấy rất là bén ha. Này xả gỗ là cực kỳ luôn. Thôi bây giờ tới mấy con cưa sắc vòng. Rồi xong con Hitachi, bây giờ tới cái con Shindewa. Rồi xong con Shindewa. Giờ tới con Hitachi CB18 FA2. Con này nó có điều tốc nha mọi người. Con này thì mình bật công tắc lên nó chưa có chạy. Đây. Đó, mọi người nhấn nút start up này nó mới chạy nè. Đây là điều tốc nha mọi người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi xong. Bây giờ tới con RB18 nha mọi người. Cuối cùng là cái con mài lưới bò tự động Hitachi cho mọi người. Con này cái mã của nó là GK150F. Rồi con này thì nói chung là nó cũng đơn giản, không có gì phức tạp. Cái này thì nó chỉnh ra vô đây mọi người thấy nè. Ở đây thì mình kẹp cái lưới bào mình vô bốn cái móng này, rồi xong mình bật nó lên. Mài đúng cái chiều nó thôi thì mình đưa lên. Bên đây là mài phá, bên này là mài bùng, mài mịn. Ở đây là cái thao nước này zin của nó luôn nha mọi người. Thì mình đổ nước vô đây, mình xả hai cái rô này thôi. Con này nó còn đầy đủ đo hết. Rồi công tắc này là motor chạy, bật công tắc lên đó. Rồi xong, đây là công tắc chạy nha mọi người đó. Rồi cái này là tôi chậm, con này nó đang là ở cái chế độ chạy chậm. Bây giờ mình bật cái này lên cho nó chạy lẹ đó. Như tôi phải tháo ra coi đó, này là chạy lẹ nha mọi người. Đó mình kẹp lên đây rồi tắt mày thôi. Rồi cho nó về chậm luôn. Rồi lẹ. Rô và rùi cho mọi người. Rồi tắt hết rồi. Tắt hết. Rồi mình cũng xin báo giá cho mọi người nha. Con lộng vòng Hitachi này, bánh đào 40, cái mã nó là B600A, giá nó 12 triệu nha mọi người. Con này còn rin hết, chưa làm chưa đụng gì luôn. Rồi con trẻ mộng Ryobi, con này cái lưỡi hai cái lưỡi trong nó là lưỡi 380, hai cái lưỡi ngoài đó là 2.3. Con này nó được cái là nó cắt rộng nha mọi người,
cái chiều ra vô nó rất là rộng rãi. Cái con Ryobi này 13 triệu nha mọi người. Rồi tới cái con liên hợp Makita. Cái con liên hợp Makita LM 3001. Con này giá 18 triệu nha mọi người. Rồi đó mấy cái con cưa sắt vòng. Con này 8 triệu rưỡi nha mọi người. Con này cũng vậy. Con này mắc hơn chút xíu, 500 ngàn 9 triệu. Còn con này 8 triệu rưỡi. Rồi cái con mài lưỡi bào Hitachi tự động GK150F. Con này 15 triệu nha mọi người. Rồi video test cái lô hàng mới về đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người nhớ đăng ký kênh nha mọi người. Còn rất là nhiều cái video hay, mình sẽ xin giới thiệu cho mọi người xem. Ok, chào tạm biệt mọi người. Bye bye.